sẽ là cánh hoa cho con cài lên ngừng. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê yêu ba nó nhiều bao nhiêu. Một tay vỗ tay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều bởi vì ngày hôm nay đã dành một tí thời gian để
chung vui với lại gia đình nghiệp và chúc mừng sinh nhật cho bé Hồng Tâm. Cách đây nếu mà đúng ra là Hồng Tâm sinh nhật ngày 15 thì cái ngày 15 là cái ngày mà nghiệp lập kỷ lục Guinness thế giới. Thì nghiệp nhớ không lầm là 2 năm trước là con của anh Cơ, cái lúc mà ảnh chuẩn bị có con thì ảnh cũng lập kỷ lục Guinness thế giới, và lần này với thằng nhóc này sinh nhật thì nghiệp cũng lập kỷ lục. Và cái ngày 15 đó nghiệp phải nói cảm ơn anh Đen, chị Trúc Linh, cả nhà đó đã tổ chức một cái tiệc nhỏ cho Hồng Tâm ở tại nhà. Rất là xúc động khi mà ở bên đó vừa đang ăn rồi nghiệp vừa thấy. Và hôm nay thì nghiệp lại cảm ơn bác Huy, cô Tuyên, bởi vì hai người đã cùng với vợ của nghiệp decor và trang trí cái tiệc của ngày hôm nay. Và nghiệp không biết nói gì hơn là với tất cả những người bạn, gia đình và những người thân yêu ở tại đây. Cảm ơn rất là nhiều. Và nói thêm đó là cảm ơn gia đình Kỷ, gia đình các mẹ Kỷ là đã luôn luôn ở bên cạnh gia đình Hùng Tâm. Khi mà Hùng Tâm không có sữa thì uống sữa nhờ của mẹ, của cua. Nói chung là Hùng Tâm đi uống sữa dạo rất là nhiều từ gia đình của mẹ Kỷ. Cho nên là hôm nay là mời các bạn, chủ yếu là mời bạn của Hùng Tâm không à, những người bố và bà mẹ mà đi kèm theo á, là diễn viên phụ thôi đó. Cho nên là sắp tới đây khi mà thành lập cái hội này á thì ai cũng là mới một con thôi. Bây giờ người thì có hai con, là người chuẩn bị có hai con và chuẩn bị hội Kỷ sẽ trao sữa cho nhau tiếp. Và xin còn cái nữa còn hai người mà nghiệp chưa có giới thiệu tới đó chính là cảm ơn bác bố già của Hùng Tâm là bác Huy với lại bác Trang, bởi vì khi mà cái thời gian vừa qua nghiệp đi học cái lớp diễn xuất của Hàn Quốc á thì bố già đã đi theo với quốc cơ và quốc nghiệp rất là nhiều. Và khi mà nghiệp học trong cái lớp đó thì mỗi một lần mà chia tay á là mọi người đều cầm tay với nhau và chúc những cái lời chúc cho mọi người. Thì hôm nay nghiệp muốn là mỗi một người ở đây chúc một lời chúc với lại Hùng Tâm được không ạ? Rồi một lát nữa Hùng Tâm sẽ đi từng bàn để mà được nghe những cái lời chúc đó nha. Còn bây giờ là khai tiệc. Rồi. Bây giờ hát Happy Birthday đi ha. Hùng Tâm hát đi con ha. Happy Birthday nha. Hùng Tâm hát một phần thôi. Trước khi đó Hùng Tâm sẽ tặng cho mọi người Happy Birthday trước nha. Mọi người cùng hát theo nha. 2, 3. Happy Birthday to you. Được tới đây là một cái niềm rất là vui, là bởi vì đêm hôm qua sốt nguyên một đêm, sáng nay đi bệnh viện Nhi Đồng thì không có biết là hôm nay có trụ nổi, nhưng mà bây giờ vẫn còn tươi tắn. Kể là ca sĩ có hơi ho đó mọi người, cảm ơn cao bó tay đi có sức. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Thank you.
sẽ là cành hoa cho con cài lên ngừng. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Con đừng quên con nhé.